Đưa gái đi ăn, tặng hoa tỏ tình và cái kết không thể bất ngờ hơn. Wow, rồi làm vợ anh nhé luôn nhờ đấy. Rồi anh đã quỳ xuống rồi. Ôi trời ơi. Nghe chưa? À đấy, u đây hoa đây rồi. Ôi. Dạ, 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 dạ. Như vậy là một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khi một thanh niên đến một nhà hàng ăn uống, tặng hoa, rồi cắt bánh sinh nhật, hát luôn vàng vợ anh nhé. Dạ, thật là tuyệt vời luôn. Sau khi là ăn uống và no say xong xuôi, đến tiết mục là tính tiền thì thật bất ngờ. Thanh niên chia sẻ là em là bây giờ là không còn đồng nào cả, muốn xin chủ quán nợ lúc nào có lương sẽ thanh toán sau. Thế nhưng chủ quán lại không quen mà cũng chẳng biết. Thế mà trước đó còn định đặt phòng riêng để làm tiệc, nến và hoa, bóng bay các kiểu. Giờ được ngồi cầm điện thoại gọi điện cho bạn thân nhưng không ai bắt máy. Đấy, nói chung là làm màu các kiểu rồi sao đến lúc vỡ lở ra là trong túi không còn đồng nào. Các bạn cho tôi đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.